bầu, giữ con hồn xác trước sau an lành, cho con giữ đạo thiền định, sau lên hương phúng trường sinh thiên đàng. Xin phù hộ Đức Giáo Hoàng cùng hàng giáo phẩm và đoàn giáo dân, xin ban xuống mọi ơn cần cho người thân thuộc xa gần của con. Xin thương kẻ khuất người còn, xin cho tổ quốc con muôn phúc lành, cho người tội lỗi xưa mình, cho người đau khổ gậy tin không sờn. Quyết tâm con bên Chúa hơn, tránh xa tội lỗi giữ ơn trung thành. Quyết tâm con sống trọn lành, dâng con cha ta hiền vinh trên trời. Một số ra nếu như giới trẻ thật tự này có bị không không biết biết được nào mà là cả. Thứ nhất là chương trình lễ đại lễ Chúa Giáng Sinh tối thứ năm, chúng ta 4:30 chúng ta có tính lễ vọng, rồi công đoàn về nghỉ ngơi, 7 giờ chúng ta bắt đầu hoàn ca diễn viên, 9:30 diễn viên học lúc nào chúng ta sẽ gửi đến nửa đêm lúc đó, sau tính lễ nửa đêm chúng ta sẽ đi viếng hang đá với công đoàn, tất cả các hang đá ở xung quanh khu vực nhà thờ của nhà sứ cũng như của các giáo họ nhà thờ của chúng ta. Rồi buổi sáng hôm sau 5 giờ chúng ta có thánh lễ rạng đông, rồi thì trong ngày nghỉ anh chị em ai có thể có điều kiện nghỉ công việc được chúng ta cố gắng nghỉ theo luật của thánh. Nếu mà ai đi làm thì chúng ta cũng trích một phần cái lợi nhuận mà mình có được ngày hôm đó, bởi mình không thể nghỉ được, mình nghỉ mình mất chỗ buôn bán, nghỉ mình mất nghiệp. Chúng ta đi buôn bán hay là mình không thể đi chợ, không nghỉ đi chợ được thì chúng ta anh chị em trích một phần cái lợi nhuận mà có lãi của ngày hôm đó để chúng ta giúp đỡ cho người khó, người khó để chúng ta một cách. Rồi buổi chiều thì 3 giờ chúng ta sẽ rước được một chỗ hành động xung quanh khuôn viên giáo xứ, và 4 giờ chúng ta sẽ thánh lễ tăng mạnh đến cuối cùng. Sau thánh lễ thì cũng là đi nghỉ. Rồi buổi tối ta nhắc cái việc này riêng giới trẻ này, tối 25 tức là tối ngày 26 chúng con sẽ sắp được lúc 7 giờ ta còn mình sẽ tập trung vào nhà thờ rồi đi viếng hang đá ở các khu vực ở trong các gia đình. Đi không? Đi như năm ngoái á, đi viếng hang đá thì ta sẽ mang theo kinh cho chúng con, ta đọc cầu nguyện cho giáo xứ, cầu nguyện cho gia đình hay là cho những nơi mà làm hang đá đó. Tối 25 nếu mà một tối không hết thì ta sẽ bố trí thêm tối hôm sau nữa, với điều kiện là thời tiết cho phép, nó không quá rét, không mưa, rồi sức khỏe của cha nữa. Tối 25 sẽ đi viếng hang đá và gia đình đến các khu bệnh viện. Rồi chủ nhật tuần tới là chủ nhật lễ thánh gia tất, giới trẻ nghe việc này liên quan đến bố con á, cha đang xây dựng hạnh phúc cho bố, cầu nguyện cho bố mẹ, cho gia đình, cho con là và thành quả chính là chúng con. Chủ nhật tới là chủ nhật lễ thánh gia tất, ngày thành hóa các gia đình. Năm nay giáo hội Công giáo Việt Nam hướng về các gia đình nói chung, các gia đình trẻ nói riêng và đặc biệt là những gia đình trẻ đang gặp quả cá mà cái nói này nói rằng nói đó đấy thì không phải là xây dựng hạnh phúc cho nhau, tìm cách xây dựng hạnh phúc mà về hạnh phúc cho nhau. Bởi vì xây dựng hạnh phúc cho người khác thì mình sẽ có hạnh phúc. Tước đoạt hạnh phúc của người khác, mình cũng sẽ mất đi hạnh phúc, mất đi niềm vui, mất đi sự bình an. Vậy thì để một như là một việc làm thiết thực mà tôi đang khởi sự từ năm ngoái, điều này không phải một lễ mời đâu, mà giáo hội dân chúng ta như thế, làm được thì tốt, không làm thì cũng có tội, và không làm thì cũng không sao, và làm được thì tốt, đó là các gia đình mà có cái mốc đáng nhớ 5 năm vừa
50 năm mình dắt nhau đến nhà thờ. Bởi vợ chồng trước mặt Chúa mình nhìn lại quãng đời 40 năm, 50 năm làm vợ làm chồng của nhau. Chúng tôi cũng đã đến, chúng ta tổ chức ở Sài Gòn. Khi mà Đức Cha nói về bây giờ chúng ta nắm lấy tay nhau, rồi nhìn đến nhau, cảm ơn nhau, cảm ơn Chúa rồi, bây giờ mình cảm ơn nhau.